Không, đang chờ đợi mà. Nghe nó được anh với chú Hải đến lớp nào không? Em ngồi với nhau thì bố đẹp đi. Sao không đẹp? Nhưng mà đẹp con tí. Bây giờ chia đi cái cốc bia cũng gì đó. Ôi. Vâng. Khoan đổi đi sao? Cái này chắc cân được 200 thôi. Cái này cháu không biết giá đâu. Cái này bao nhiêu? Cân được 200 thôi. Vâng. Đi bắt lên cho lên đấy. Chị có cái gì không ạ? Có. Đây. Cả mình cũng cân đồng. Anh mà ai mà con có chưa học được. Một cân sáu. Đây là đội chú đặt các thứ nhá, không mời biết nha, nhưng mà anh em luôn 200. Nói chung với nhau. Với con ké thế. Quân hương sao biết? Mẹ thằng này là em gái. Chị ơi, nhà chị có xúc 29 bán không hả chị?